Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Những ngày gần đây thì bà con trồng cây đậu nành ở tỉnh Vĩnh Long chia sẻ gặp hiện tượng cây bị héo, không phát triển. Không biết là thời tiết có ảnh hưởng đến bệnh này không chị Phương Ly? Vâng, mến chào chị Thiên Nhi và quý vị khán giả. Thời tiết mưa nhiều trong giai đoạn này chính là điều kiện thuận lợi để bệnh héo cây con gây hại trên cây đậu nành phát triển. Triệu chứng bệnh xuất hiện là cổ thân cây con bị úng và teo tóp lại, cây bị ngã nhưng mà lá thì vẫn còn xanh tươi, sau đó thì mới héo lại. Bệnh thường tấn công mạnh vào 5 cho đến 10 ngày sau khi gieo. Thời tiết Vĩnh Long dự báo là sẽ có mưa ở trong 7 ngày tới, trong đó thì từ ngày 5 tháng 6 cho đến ngày 8 tháng 6 thì mưa có thể sẽ đến sớm ngay từ trưa và có lúc mưa lượng khá. Những ngày còn lại thì mưa chủ yếu về chiều tối với lượng nhỏ và dứt nhanh. Để phòng trừ bệnh héo cây con cho đậu nành, bà con nên không trồng đậu quá dày, nên luân canh với cây trồng khác, chọn giống kháng bệnh, ruộng phải thoát nước tốt, có thể sử dụng dung dịch phèn xanh với vôi bột theo tỷ lệ 1:1 để xử lý đất trước khi mà xuống giống. Các nơi khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở trong 10 ngày tới thì dự báo cũng sẽ có mưa nhiều về chiều muộn, có lúc mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông. Trong cơn dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về nhiệt độ cao nhất trong 10 ngày tới sẽ là từ 32 đến 35 độ.